OK, hello nam chăm anh em nha anh em. Hôm nay thì chúng ta sẽ quay lại một trận thiên tử giữa hai bạn hội, đó là Ma Giáo và Hồng Hưng tại server Thành Đô nha anh em. Tiếp nối theo những trận livestream trước thì chúng ta hôm nay lại tiếp tục với một server Thành Đô tiếp tục thôi. Tại vì hôm nay thì cái trận thiên tử này cũng khá là khó khăn cho Hồng Hưng. Và Ma Giáo thì một lần đầu tiên Ma Giáo thì đã thắng cái trận thiên tử với kèo hơn 1.000 kim kim bảo rồi. Hôm nay là tuy là không có kèo gì nhưng mà chắc chắn hôm nay sẽ rất là khó cho ban hội Hồng Hưng. Tại vì hôm nay sẽ là một trận thứ hai để cho sói Hồng Hưng sẽ cố gắng lấy lại cái tinh thần cho anh em của ban hội đã rồi. Tại vì mỗi khi công thành chiến thì ban hội Hồng Hưng lúc nào cũng có vẻ là rất là hùng hổ, rất là mạnh so với ban hội Ma Giáo. Nhưng mà đến cái trận thiên tử thì của tuần trước là trận đầu tiên thiên tử thì ban hội Hồng Hưng lại thua với tay Ma Giáo. Liệu hôm nay ban hội Hồng Hưng có một cái chiến thuật hoặc là cái lối đánh nào khác hay không? Anh em cùng theo mình theo dõi cái trận livestream này nha anh em, để xem hôm nay Hồng Hưng có thay đổi chiến thuật hay không và cái lối đánh có khác tuần trước hay không anh em. Có vẻ sẽ rất là khó khăn cho ban hội Hồng Hưng đây. Anh em đang xem thì đừng quên cổ vũ hai ban hội bằng một like và một chia sẻ nha anh em. Like chia sẻ ủng hộ hai ban hội cũng như ủng hộ Bảo Lâm ZXVN nha mọi người. Nó bị kẹt này khó chịu vậy. Ok.
chúng ta cùng đi theo thôi. Cái mic mình nó hơi bị xa không thấy. Alo, alo, alo. Chỉnh lại cái góc chút đã anh em. Rồi, xong. Trận đấu thiên tự khoảng 7 phút nữa sẽ bắt đầu thôi. Anh em đứng bên ngoài đợi tí nha, mình sẽ vào ngay bây giờ thôi. Alo, 1, 2, 3, 4. Anh em có nghe rõ không anh em ơi? Khải không có tham gia được, Huỳnh Huy ơi. Còn chung thì cũng khuya rồi, cũng không có gì hơn. Chúc anh em một buổi xem live stream thật là vui vẻ nha anh em. Mình cũng xin chào 500 anh em từ trên xuống dưới nha. Mình sẽ chào lại từ đầu cho anh em xem. Chào Rikuku, chào Dương Nguyễn Huy, chào Minh Lãng Tư, chào Nhật Công Tử, chào Trung Nguyễn, chào Huỳnh Huy, chào Brukele, chào anh Thanh Chiến hả? Chào đời là thế thôi nha. 81 à, vãi Thanh Chiến, ok anh. Rồi, biết rồi mà. Khải không tham gia được nha, nên là anh em cái gì thông cảm chứ, tại vì livestream cái kẹt GM á. Nên là cũng muốn tham gia lắm. Mỗi hôm có chỉ có Công Thành Chiến thì mới ra tham gia được. Công Thành Chiến thì Khải đặt auto, Khải tự vào và theo ạc thì nó đi thôi. Chứ còn cái trận này là ạc tay đánh á, nên là Khải hạn chế, Khải không tham gia được, cho nhường ạc tay anh em trong bàn đánh thôi. Với lại ạc Khải cũng cùi bắp mà đánh gì nói. Chào, ok chào bạn. Chào Tuấn Nguyễn nha. Ok, nói chung hôm nay cũng mong rằng anh em Hồng Hưng cố gắng thay đổi chiến thuật và đánh một cách cho nó hấp dẫn anh em ơi. Tuần trước thì có vẻ thua nhưng mà cũng chưa có gì đâu. Trận đánh còn dài dài và cũng đánh rất là nhiều lần. Nên là mong rằng những anh em hai ba ngoại sẽ rất cố gắng. Mình sẽ vào một bên nào đây. Evan à. Trận này có anh mà chơi. Mình đi bên Kim nha anh em. Bên Kim hiện tại đang full rồi, Hồng Hưng đang full 60 người rồi. Mình đợi bên Ma Giáo vào khoảng 60 thì mình mới vào được. Anh em đợi trong giây lát nha. Tại vì XGM nó cũng hơi bị một chút vấn đề, nên là có vẻ mình sẽ vào trận đấu sâu hơn một chút nha anh em. Như những anh em có xem những trận những trận thiên tự chứ, của mấy tuần trước thì XGM có hơi bị một chút vấn đề về trận đấu thiên tử, nên là có thể mình sẽ vào sau một tí. Anh em có gì thông cảm vài phút đầu tiên nha anh em. Trận này có anh Ma chơi hả? Hiện tại đây là băng bên server Thành Đô á, nên là không có nha. Anh em đang xem thì ủng hộ hai bạn hỏi bằng một cách like và share ủng hộ nha anh em. Ok. Đây là tại vì đây là server Thành Đô nên là không có. Hiện tại bên ban hội Hồng Hưng đứng bên ngoài khá là đông nhiều ạ. Liệu bên Ma Giáo có vào hơn 60 ạ hay không? Anh em cùng chờ đợi nha, hiện tại mới 54/60. Bên Hồng Hưng thì đang dư ạc cao rất là nhiều. Bên ngoài này chắc khoảng hơn 20 ạc. Nếu mà bên Ma Giáo tham gia khoảng 75 ạc thì may ra bên Hồng Hưng có thể tham gia nhiều hơn. Bên này 55/60. Còn 2 phút nữa thôi anh em.
Như những trận đấu thiên tự trước thì có anh em có xem thì FGM có hơi bị chút vấn đề về lúc đầu, nên là mình sẽ ở trong danh trại khoảng vài phút rồi mình sẽ ra nha anh em, đỡ cho anh em khỏi thắc mắc. Một phút nữa trận đấu chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Khoảng vài chục giây nữa thôi, trận đấu chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Mình sẽ đứng bên trong danh trại và đợi một xem một tí nữa nha anh em. Anh em rảnh tay thì có thể cho một like và một chia sẻ ủng hộ và làm dí VN nha mọi người, cũng như là ủng hộ mình thôi. Mình cũng cố gắng nói chuyện hết sức và nói chuyện với anh em một cách nhẹ nhàng thôi. Anh em nào muốn hỏi vấn đề gì thì nếu mình trả lời được thì mình sẽ trả lời cho anh em ngay. Chào Đinh Đạt. Như là không hay sao á anh ơi? Mình chưa ra được, anh em đợi tí, mình ra là mình dở chót lắm. Đợi thêm vài phút nữa anh em. Không biết liệu hôm nay ban hội Hồng Hưng có một cái chiến thuật nào mới hay không. Tuần trước thì thua với kèo hơn 1k Kim Nguyên Bảo rồi, có vẻ rất là cây cú. Nên là trận này chắc chắn sẽ có một cái chiến thuật mới rồi, theo mình nghĩ là vậy. Và liệu hôm nay ban hội Ma Giáo có còn mạnh mẽ như tuần trước hay không đây. Tuần trước ban hội Ma Giáo rất là mạnh mẽ luôn. Tuy là Công Thành Chiến thua Hồng Hưng, nhưng mà vào thiên tử thì những ạch tay của bên ban hội Ma Giáo thì thể hiện tài năng ạch tay rất là đẳng cấp. Nên là vào những trận thiên tử thì nghe nói đây là bên họ ban hội Ma Giáo là đa số là ạch tay thôi. Với lại là cách di chuyển của sói khá là hợp lý. Chào Huyên Ngây Ngô nha, game này rất là dở nha. Chỉ cần vào trang web zvn.net và vào trang chủ tải game về và tham gia thôi. Sao em tải về mà không chơi được hả? Rikuku có thể inbox vào fanpage để có thể AD có thể trả lời bạn rõ ràng hơn nha. Trận đấu chỉ mới diễn ra khoảng 1 phút thôi nè, anh em đợi mình trong giây lát. Anh em thích xem full màn hình hay là thích xem như thế này? Tại vì mình đỡ như thế này đỡ mình có hiện logo cam rồi thôi. Ok, cảm ơn chủ tịch. Mình đang nhậu mà vẫn cổ vũ anh em hả? Ok, mong rằng hôm nay sẽ cho anh em xem một trận đấu rất là hay. Chào Ngô Đình Huy. Mình sẽ ra một lần thử nha anh em, tại vì cái ạc này nó hơi bị vấn đề một tí. Wow, có vẻ như là lần này không bị chuyện gì thì phải. Mình đổi qua máu GM đi. Có vẻ ổn anh em ơi, có vẻ ổn rồi. Mình theo chân bên Hồng Hưng một tí đi. Hiện tại bên này mình không có bị chết, nên là mình theo bên này một tí đi. Lúc đầu mình sẽ theo dõi ban hội Hồng Hưng một tí. Chào Trương Tấn Châu. Chào Nguyễn Nga. Member vào hỗ trợ gì không anh? Chào Trương Bá Huy nha. Hiện tại server ZVN có 3 server lận. Nếu mà muốn chơi server cũ thì có thể tham gia vào server Biện Kinh và server Trường An. Thì hỗ trợ rất là nhiều. Còn server Thành Đô thì hiện tại theo mình thấy thì hỗ trợ nó là một server mới ra thôi, nên là hỗ trợ nó cũng không được nhiều lắm. Server mới thì tuân thủ theo server mới, nó là hỗ trợ nó không được bằng những server cũ. Chào Lực Nguyễn, chào Yasaka. Ok, theo đề nghị anh em thì mình sẽ làm full màn hình cho anh em xem nha.
Anh em đợi mình trong giây lát, mình sẽ kéo full màn hình lên cho anh em xem. Admin vẫn đứng đó thôi, chả ở đâu đâu. Em đợi lên giây lát nha. Mình sẽ kéo full màn hình cho anh em. Đợi mình giây lát nha. Ok, có vẻ ổn hơn. À, tại vì mỗi khi kéo cái màn hình đi thì mình phải di chuyển cái góc cam lại, mình di chuyển lại một số vấn đề nữa. Anh em đợi mình trong giây lát. Không được à, anh em thấy full màn hình chưa? Ok chưa? Liệu như thế này ok chưa? Có vấn đề gì nữa không? Ok. Đợi mình tí nha. Mình lấy cái logo của đây rồi, chỉ biết đến đây rồi. Đó, đặt chỗ đây. Rồi, có vẻ ổn định rồi anh em ơi. Ok. À, trận đấu chúng ta chỉ mới diễn ra khoảng 2-3 phút thôi. Nếu có vấn đề gì anh em có thể chat lên nha. À, hello Lê Thành Duy. Hello Hoàng Hoàng Hoàng. Ok, hello chào bạn. Hello anh em, nên chăm anh em đang xem trận livestream thiên tử của hai văn hội Hồng Hưng và Mai Giáo hôm nay nha anh em. Rồi ok, chúng mấy mình thấy văn hội Mai Giáo đang ồ ào vào cái cổng chính của bên Hồng Hưng rất là đông. Chắc chắn rằng hôm nay ban hội Mai Giáo sẽ chơi một chiến thuật là tấn công và sẽ lùi, tấn công và lùi, đúng rồi. Đó, vừa đam được vài cái rồi lại lùi về cái gốc cây thứ ba thủ cho mình rồi. Liệu hôm nay ban hội Hồng Hưng có công như từng trước hay không? Từng trước ban hội Hồng Hưng rất là tấn công, sau những pha tấn công thì rất là thua điểm rất là cao, thua điểm rất là nhiều. Nên có vẻ hôm nay ban hội Hồng Hưng đang chơi một chiến thuật là 100% thủ danh chạy rồi. Thế là sói đã thay đổi cái chiến thuật rồi. Ban hội Mai Giáo thì chỉ đánh vài tuần nhỏ lẻ, rồi là dụ đối phương vào bẫy, những quả bom là hồn kích. Nhưng mà bên Hồng Hưng thì không di chuyển theo. Đã rút kinh nghiệm của tuần trước là Hồng Hưng không di chuyển theo, nên là có vẻ đang giữ rất là ổn đội hình của mình. Tuy là hai bên đang xếp lá cà tại cổng chính của phe Hồng Hưng, nhưng mà có vẻ sói bên Hồng Hưng đã nắm bắt tình hình như tuần trước, là cứ dí theo Ma Giáo thì lại bị giảm bom, dí theo Ma Giáo thì lại bị giảm bom. Nên là hôm nay chiến thuật có vẻ là rất là ok rồi. Liệu Hồng Hưng sẽ như thế nào tiếp tục đây? Anh em cùng chờ đón kết quả đây. Nãy giờ mình không thấy Hồng Hưng di chuyển ra. Có vẻ họ đã rất là rút kinh nghiệm của cái trận thiên tử tuần trước, thua với cái kèo hơn 1.000 kim nguyên bảo rồi. Đúng là vậy rồi. Bên Mai Giáo thì đang cố gắng lấy những cái ạc châu bò dạng như là thiếu lâm hoặc là thiên nhẫn vào cầu đam thôi. hỗ trợ máy tính để chơi hả? Hiện tại game này thì anh em chỉ cần sắm một dàn máy tính tầm và máy tính cỏ thôi, tầm 2 triệu hoặc 1 triệu mấy, 1 triệu rưỡi đổ lại là anh em có một dòng máy đủ chơi 3 ạc và 5 truyền kỳ rồi. Chào lưng Osaka nha. Hello Trần Linh. Hello anh em. Hello anh em, chào anh em nha. Chắc chắn rồi. Mình thấy hình như là ban hội Mai Giáo đang cố gắng dụ phe Hồng Hưng di chuyển ra bom của mình thì phải. Họ đặt rất là nhiều quả bom lộn hồng kích ở phía trước và chỉ cho khoảng 50 ạc vào bên trong vụ ban hội Hồng Hưng chạy ra thôi. Ban hội Hồng Hưng thì có vẻ đang biết cái lối đánh này của Mai Giáo rồi. Họ dốc tâm 100% về ôm danh chạy thôi, không cho quân lính mình di chuyển đi đâu cả. Có vẻ là một chiến thuật khá là hợp lý trong cái trận đấu thứ hai này. Trận đầu tiên thì họ đã thua con một con số rất là cao, thua gần 40k điểm lận.
nên trận này họ đã rút kinh nghiệm rồi. Cố gắng đánh một cái thớ thủ thôi, không công. Khá là gắt rồi. Nếu mà trận hôm nay nè, nếu mà tính điểm thì khá là gắt rồi. Để mình xem thử 10 cao thủ đang đứng top là ai đây. 10 cao thủ đó là 1 kim, 2 kim, 3 kim, 4 kim, 5 kim, 6 kim, 7 kim. 7 kim. Và 3 tống. Rất là gắt. Vẫn đang nghiêng về bên bạn hội Hồng Hưng. Theo số điểm mình vừa thấy thì trên bảng xếp hạng 10 cao thủ thì Hồng Hưng có rất là nhiều cao thủ đứng trên top 10. Nhưng mà theo số điểm thì bên Tống đã đạt con số 8k5 và bên Kim thì chỉ mới khoảng 6k5 thôi. Thì chắc chắn rằng bên Hồng Hưng đang thua 2k điểm rồi. Khó nhỉ. Trên bảng xếp hạng thì 7 cái cao thủ phải Kim rồi nhưng mà vẫn đang thua 2k điểm. Tình hình như thế này rất là khó khăn cho Hồng Hưng nữa rồi. Bình Mà Giáo chắc chắn đang cố gắng dụ ra thôi. Họ đi đâu rồi? Mình sẽ di chuyển lên cái cổng 3 giờ này xem như thế nào đây. Mình vừa ra cái cổng chính mà không thấy đâu cả. Sau đây anh em, cổng này cổng 9 giờ. Sau đây anh em nha, cổng này cổng 9 giờ. Đúng rồi, Mà Giáo đã vừa ập vào cổng 9 giờ. Tình hình khá là gắt gao. Họ chỉ còn khoảng 40 hạt thôi. Đánh ngay cộng 9 giờ rất là nhiều, rất là đông. Có vẻ bên Mà Giáo đã bị chết khoảng một số lính rồi. Một số anh em đã bị chết rồi. Bên trong thì bên Hồng Hưng đang cố gắng lui về. Để mình xem sau cái tuần này liệu Hồng Hưng có gỡ gạt được ít điểm nào hay không đây. Hồng Hưng là đánh ngược về cái cộng 9, đánh ngược lên cộng 9 giờ. Quá là đẹp. Cái lối đánh hôm nay sói Hồng Hưng có vẻ là thế là bên ba hội Mà Giáo đã bị kẹp thiệt rồi. Mà Giáo đã bị kẹp thiệt và chạy lại cổng 9 giờ là đã bị bên trong áp đảo nữa rồi. Cái tuần vừa rồi này có vẻ là bên Mà Giáo đã hoàn toàn bị chết thì phải. Họ đã bị một đòn đánh gọi là bánh mì kẹp thịt. Một đội quân đang đứng ngay cổng 9 giờ và một đội cổng 9 đã di chuyển ra áp đảo bên Mà Giáo rất là thành công. Họ đã một số ạc đã rút về cái gốc cây số 4 rồi. Bên Mà Giáo tập trung rất là nhanh. Có vẻ cái tin vừa rồi thì họ chỉ chết khoảng 50% binh lính vừa rồi thôi. Còn 50% thì họ đã rút về những gốc cây bên phía Kim. Mình cứ nghĩ hoàn toàn là bên Mà Giáo đã chết hoàn toàn nhưng mà không. Mà Giáo còn lực bên ngoài rất là đông. Bên trong chỉ chết khoảng vài 20-30 ạc khao thôi. Anh em cùng bình luận sau đây anh em cùng bình luận thử xem hôm nay văn hội nào sẽ giành ngôi thiên tử nha anh em. Liệu hôm nay Hồng Hưng có một lối đánh nào khác hơn hay không? Theo số điểm mình cập nhật được đó là phe Tống 19k điểm, phe Kim 13k điểm. Hoàn toàn nghiêng về ban hội Mà Giáo đang trên lệch khoảng 6k điểm rồi. Mà Giáo đang có vẻ điểm số đang lên dần dần. Mà Giáo có vẻ điểm số đang lên rất là đều rồi. Lần này có vẻ cũng rất là khó cho ban hội Hồng Hưng rồi anh em ơi. Wow, lần này đặt bom lọ không kích rất là nhiều. Họ hôm nay có vẻ là đánh một cái chiến đánh là dụ đối phương vào bom thôi. Bên ngoài là rất là nhiều bom loạn hồng kết đặt ra xung quanh. Không phải đâu anh em ơi, hiện tại anh em biết sao không? Hồng Hưng là một phe khá là mạnh. Nhưng mà họ chỉ mạnh trong công thành chiến thôi. Còn thiên tử thì có một lần họ đã thua hơn 1k Kim Nguyên Bảo rồi. Nên mình chỉ muốn khích lệ tinh thần của ban hội Hồng Hưng một tí thôi. Cái bọn mà có gì đâu mà anh em lo lắng. Mà Giáo đánh thì rất là ok rồi. Họ đánh vừa rút. Vừa đánh vừa rút, dụ đối phương vào địch thôi. Dụ đối phương vào bẫy thôi chứ.
hai bên vẫn đang đấu đá nhau tại cái cổng chính của Phe Kim. Liệu ban hội nào sẽ bị mắc bẫy những quả bom lò hồn kết đây? Lại hốt 5 triệu hả? Chào nhà công tử nha. Bạn có thể inbox vào fanpage để Adder có thể trả lời một cách nhanh gọn nhất cho đội bạn dễ hiểu hơn nha. Tại vì ZVN có tới 3 server lận. Server cũ thì có ưu đãi của server cũ và server mới thì sẽ có ưu đãi của server mới. Nên là bạn muốn như thế nào thì có thể inbox vào fanpage nha. Tuy là mình là người của Hồng Hưng nhưng mà mình luôn luôn ủng hộ hai ban hội. Tại vì ma giáo cũng rất là đánh rất là tốt. Xong cái trận trước thì mình cảm thấy bên lực ma giáo họ đánh rất là ok. Mình thì một người đứng giữa, cứ giữa thôi. Mình rất muốn hai ban hội sẽ làm một trận đấu hấp dẫn cho anh em xem. Nên là những cái lời mình nói ra thì cũng là gọi là khích lệ hai tinh thần của hai ban hội thôi. Mình sẽ di chuyển vào khu vực danh trại của Hồng Hưng. Hồng Hưng vẫn đang cố gắng thủ cái cổng chính của mình. Ok nhà công tử. Ban hội Hồng Hưng thì có vẻ họ không đánh lối công như tuần trước nữa. Họ đánh lối khác, là một lối thủ. Nhưng mà theo lối thủ này thì từ đầu đến giờ thì khoảng 15 phút rồi. Nhưng mà cái lượng số điểm và vẫn nguyên về ban hội ma giáo. Nên liệu trận đấu hôm nay không biết là Hồng Hưng có một cái chiến thuật nào khác hơn nữa hay không. Điểm số theo mình cập nhật là phe Tống 23k điểm, phe Kim 17k điểm. Họ đang chênh nhau khoảng 6k điểm nghiêng về ban hội ma giáo. Ban hội ma giáo họ đánh rất là di chuyển là khá là nhanh gọn, xây trái xây phải xây liên tục. Bây giờ họ cố gắng quyết định di chuyển lên cái cổng 9 giờ rồi. Sẽ như thế nào đây? 9 giờ đang có một vài ạc của Hồng Hưng đang cố gắng thủ ở cổng này. Nhưng mà đã bị chết rồi. Họ sẽ ua vào cổng 9 giờ. Liệu Hồng Hưng sẽ thủ cái pha này như thế nào đây anh em? Ban hồi Hồng Hưng lại di chuyển ra bên ngoài. Họ cứ như là mèo đuổi chuột. Ma giáo giống như một con mèo vậy. Họ rất là mạnh mẽ, luôn luôn tấn công. Hồng Hưng thì cũng như là một con chuột, là cứ bị dí rồi di chuyển thôi. Họ đã bỏ danh trại của mình rồi. Bên Hồng Hưng đã bỏ danh trại của mình và cố gắng di chuyển ra bên ngoài. Sau cái pha vừa rồi thì Hồng Hưng đã cố gắng di chuyển vào danh trại của mình. Nhưng mà đã bị dặm bom. Dặm những quả bom rồi. Ăn những quả bom rất là mạnh mẽ và bị chết một số account rồi. Rất là đáng tiếc Hồng Hưng của tôi vừa rồi. Nếu của tôi vừa rồi mà có nguyên sói thì chắc chắn rằng ban hội ma giáo đã toàn lực đánh đam vào nguyên sói rồi. Nguyên sói hiện tại bây giờ chưa có ra. Nên là Hồng Hưng có vẻ rút ra danh trại là một cái cớ sách rất là chính xác. Họ đang cố gắng giữ những cái lực tay của mình không đợi chết nhiều. Pha này chạm trán liệu như sẽ như thế nào đây? Hồng Hưng và ma giáo rất là mạnh mẽ, hai bên rất là đều. Bên nào cũng chấm đỏ rất là đông. Anh em có thể xem trên màn hình ảnh nhỏ. Rồi lần này có vẻ ban hội Hồng Hưng đang cố gắng đẩy lên. Thừa thắng xong lên thì phải. Họ đang cố gắng đẩy lên. Hiện tại họ đã đẩy lên giữa chiến hòn xà lâm rồi. Qua khu vực danh trại phe Tống rồi. Sẽ như thế nào tiếp tục đây? Họ đang cố gắng ăn điểm của mình bằng những quân lính phe Tống. Ừ.
Ngay cộng chính hiện tại bên Tống bây giờ đang rất là gắt gao. Cộng chính bên Tống đang rất là gắt gao. Hồng Hưng đang cố gắng di chuyển vào, nhưng mà không, họ đã rút ra bên ngoài. Không nên vào trong vội. Hình như là biết chắc chắn mình mà giáo đã cố gắng đặt những quả bom rồi. Họ đã đến cái khu vực này và đứng lại không di chuyển vào trong nữa. Hai bên đang sắp là cà ngay sau cái cục đá này. Tối nay thì có vẻ ban hội mà giáo đã gom lực chạy ra rất là nhanh. Hồng Hưng có vẻ như là đang rút về danh chạy rồi. Không, họ đã đang đứng cố thủ ngay cục đá giữa chiến hoàng xà lâm đây. Bên nào sẽ là bên chiến thắng trong cái tuần đây? Có vẻ như bên Hồng Hưng đang cố gắng di chuyển về hoàn toàn thì phải. Sau những khoảng mười mấy hai chục ạc bị chết thì Hồng Hưng đã rút về danh chạy của mình rồi. Đúng rồi, pha đó là pha dụ bom. Sau 20 phút thì top 10 của anh em là Kim, đó là Ta Thu Nui, Tống thứ hai đó là Hải Rồng, và người thứ ba đó là Kim Nờ Bơ Sơ, tiếp tục đó là Cậu Nghĩa, tiếp tục đó là Brabit, tiếp tục là Hát Tơ Yến Thanh, tiếp tục là Cám Siêu Quậy, và top tiếp tục đó là Cậu Ba Dương, Kim Hà Ân, Sam Sam, là những tên tuổi khá là có tiếng tại server của mình. Trong đây có là cậu Ba Dương, có vẻ như là một top 1 thì phải. Top 2, đúng rồi, anh ta này rất xuống top 2 rồi. Một ạc rất là cao, rất là khủng. Bình Mà Giáo đang cố gắng di chuyển vào dách 3 giờ, lái cho mình một cái góc lắc rất là tiện lợi. Có vẻ bên Hồng Hưng đã biết như vậy và họ đã rút về cái góc ngôi mộ bên trên. Hai bên đang cố gắng giáp lạc cà với nhau. Những đòn đam Thiên Ngoại Liêu Tinh và Phi Long Tài Thiên ra rất là nhiều, và những đòn Huyền Âm Chảm của Tiếu Lam Đào đánh những cái đòn mặc định khá là ok, khá là tốt. Sau những đòn mặc định thì có vẻ như là bên Ma Giáo họ đã cố gắng rút về dụ đối phương vào bom. Và đây là một số ạc đã bị dính bom, nhưng mà không sao, đã rút ra khỏi những quả bom lộng hồng kích. Đây là một ạc cao quéo lão đại, một ạc đường môn, đi với một set ăn ban và vài món phòng thủ vật lý và thời gian làm chậm. Theo điểm số mình vừa cập nhật được đó là phe Tống 45k điểm và phe Kim 33k điểm, đang nghiêng về phe Tống với một con số 12.000 điểm. Rất là khó cho Hồng Hưng rồi. Hồng Hưng đang thua một con số điểm rất là cao, 12k điểm rồi. Và đây là một đại sói và giỏ đan với một set định quắc, với lại một cái vũ khí kháng hỏa và thời gian chó khá là ok cho thời gian cho và đăng khí rồi. Bên Mà Giáo họ đánh một cách lối đánh rất là di chuyển rất là nhanh. Họ đã di chuyển qua vách 3 giờ và giao tranh tại đây. Vách 3 giờ có vẻ như Hồng Hưng đang rất là yếu thế, nên họ đã di chuyển về giữa chiến trường Hoàng Sa Lâm rồi. Hai bên vẫn đang sắp la cà tại khu vực này. Sau nhiều tuần thì có vẻ mình cảm thấy bên Mà Giáo đi đến đâu thì Hồng Hưng lại rút đến đó, rất là khó khăn. Bên Hồng Hưng chả giết được bao nhiêu ạc bên Mà Giáo cả, khá là đáng tiếc. Bên Mà Giáo họ rất là mạnh mẽ.
Đây là một thiếu lầm Dow Ken. Mình đang cố gắng tìm những account khủng soi cho anh em xem. Một đời bị hiếp. Đời bị hiếp đây. Một đường môn. À đường môn đúng rồi. Đây là một đại sói. Tên đại sói này. Đó là một em đường môn luôn. À nãy mình có soi rồi. Một chỗ đăng khí. Bên ma giáo họ có vẻ rất là mạnh mẽ. Họ đang cố gắng lấy những tay cho di chuyển bơm máu cho đoàn xe của mình. Mình sẽ di chuyển vào danh trại phe phe kia một tí. Đây là một thiếu lâm Châu Gary. Châu Gary là thiếu lâm bằng đồ khá là ok. Một set đăng bang với lại đi thêm một cái đao top 20 sát thương 33. Khá là mạnh. Tuy là vào những trận đấu thiên tử thì những thiếu lâm đao khó có thể mà đứng trên cái bảng xếp hạng top 10. Trên bảng xếp hạng top 10 thì đa số theo mình thấy thì đa số là đường môn. Và đi vào đó thì chỉ khoảng vài thiên nhẫn thôi. Và trong đó cũng có ít nhất cũng vài võ đan. Bên mài giáo đang có một số điểm rất là cao, 50k điểm. Và bên Hồng Hưng chỉ mới khoảng 37k điểm. Một số chênh lệch nhau khoảng 13k điểm. Điểm số này nếu mà cứ như tình hình như thế này thì bên mài giáo sẽ chiến thắng tiếp tục trận thứ hai thiên tử hôm nay thôi. Trận đấu đã chạy qua khoảng 25 phút rồi. Pha này có vẻ văn hội ma giáo cũng rất là bị chết rất là nhiều nên đã cố gắng rút về danh trại rồi. Hay là họ dụ phe địch vào bom đây. Họ đã rút về cho anh những quả bom lộ hồng kích và đã công phá ra rất là nhanh. Bên Hồng Hưng đã trở tay không kịp. Họ chỉ còn khoảng mười mấy hai chục hạt chạy về danh trại thôi. Một chứng thực dụ địch vào lọn hồn kích rất là tốt. Cầm vô. Họ đã thừa thắng xong lên rồi anh em ơi. Ma giáo đã thừa thắng xong lên. Liệu họ có di chuyển vào danh trại hay không đây? Cộng chính đang có ban hội Hồng Hưng tập trung rất là đông, rất là nhiều. Mình sẽ vào sâu bên trong vào một tí. Hiện tại một số kim phó tướng đã xuất hiện rồi. Và kim đại tướng cũng đã xuất hiện rồi. Bên ma giáo đã ăn điểm con số điểm rất là cao nên họ không vội vàng gì cả. Họ đã đánh những tuần vừa rồi rất là tốt. Họ rút về không tham gia nữa. Họ đang thủ cái góc coi số 2. Những quả bom lộn kích rất là nhiều. Theo tình hình thì mình thấy là bên ma giáo họ đang cố gắng lấy những quả bom lộn kích là lấy điểm đam chính cho phe địch. Phe mình thì phải. Hiện tại điểm số của họ đã đạt con số 58k điểm. Và bên Hồng Hưng thì 41k, chênh lệch nhau 17k điểm. À, anh em thấy không? Những quả bom lộn kích đạt ra rất là nhiều. Nếu mà có tình thế thì Hồng Hưng cứ tấn công vội vàng như thế này có vẻ là sẽ dầm những quả bom mà chết đi thì phải. Đó anh em thấy không, dầm những quả bom mà chết rất là nhiều.
họ đang cố gắng vừa đánh và vừa thủ. Một lối đánh khá là ok. Đây là một ạc thiếu lâm 39 kỳ chua, thiếu lâm đao của bang hội Hà Ma giáo, với một set ăn bang với lại một ít đồ năm hành. Và đây là thợ cạo một ạc đường môn, đi với một set ăn bang với một ít đồ ngũ hành. Thì anh ta có thể một cái nỏ tóc 30 khá ok rồi, độc sắc 14. Đặt những quả bom thì trong những trận giao tranh như thế này thì rất là cần những quả bom lộ hồng kích từ những ông đường môn. Nhưng mà chủ yếu là sói của chúng ta có biết di chuyển và cái lối đánh như thế nào nữa mới dụ địch vào được lộ hồng kích thôi, chứ không phải là giờ ăn mà địch lại di chuyển vào lộ hồng kích đâu. Hôm nay có vẻ bên mà giáo họ đánh rất là tốt, nhìn những quả bom này anh em thấy rất là dày. Với cái lối đánh của ma giáo thì mình tin rằng hôm nay Hồng Ngân sẽ lại thất bại rồi. Họ đang thua khoảng 20k điểm rồi. Liệu Hồng Ngân không biết sẽ như thế nào đây? Trận đấu chỉ mới diễn ra khoảng 30 phút thôi. Mới có 30 phút thôi nhưng mà họ đã thua khoảng 20k điểm rồi. Bên ma giáo họ đang rút về sau cục đá của bên phe tống của mình và đang cố thủ. Bên Hồng Hưng thì họ rất là khó khăn trong những tình huống như thế này, họ luôn bị dí. Ma giáo có di chuyển tới thì họ lại rút về, nhưng mà sau những cái đoàn đó thì cảm giác như là Hồng Hưng, ma giáo di chuyển đến thì Hồng Hưng lại bị nát hoàn toàn rồi. Bên Hồng Hưng đang di chuyển về cái góc cây số 1 của mình, nhưng mà có vẻ không ok, không chắc chắn lắm. Họ đã chết đi khoảng một số ạch cao rất là nhiều. Bên ngoài thì chỉ khoảng còn 20 ạch cao thôi. Ma giáo thì đang vẫn cố gắng tấn công lên, dồn dập. Và cố gắng đam những cái đoàn binh lính của phe kim rất là nhanh. Họ giết những binh lính phe kim NBC xong thì họ lại rút về giữa chiến hòn xà lan của mình, tiếp tục cố thủ bằng những quả lọn hồng kích. Trong trận đấu này thì chỉ có hai bàn hội thôi, nên là mình đứng bên bàn hội này một tí và mình sẽ di chuyển qua bên bàn hội kia một tí để nắm bắt tình hình cho anh em xem. Hiện tại bên bàn hội ma giáo đã đạt con số 74k điểm, và bên Hồng Hưng thì 50k điểm, họ đang thua 24k điểm. Điểm số càng ngày càng chênh lệch rất là cao, họ đang thua một con số điểm rất là cao. Không biết bên Hồng Hưng sẽ như thế nào tiếp tục đây. Trận đấu chỉ mới diễn ra khoảng 32 phút thôi, còn 28 phút nữa lận. Nếu mà có một cái cớ sách nào mới mẻ hơn thì có thể thay đổi tình thế. Trong trong cái trận đấu đầu tiên thì ban hội Hồng Hưng họ luôn luôn dồn dập tấn công bên ban hội ma giáo, nhưng mà tấn công rồi thì họ cũng thua. Tấn công rồi họ cũng thua. Hôm nay thì họ lại đổi cái chiến thuật đánh đó, là họ chuyên tâm thủ, nhưng mà thủ cũng không thành công rồi, có vẻ không thành công rồi. Họ đang cố gắng thủ thôi.
Bên ban hồi ma giáo thì vẫn đang cố gắng thủ xong ngôi mộ của mình và cái cục đá của mình. Tại vì họ đã tìm một cái điểm tựa, một điểm thủ rất là lý tưởng, đó là sau cục đá và sau ngôi mộ rất là nhiều. Họ chỉ cố gắng di chuyển những cái cánh rất là tốt thôi. Bên ma giáo thì họ chỉ có một cái gốc cây chỗ này. Anh em thường gọi cái gốc cây này là gốc cây số 1. Bên ma giáo thì họ đẩy lên một tí rồi họ lại rút về một tí. Họ không cố gắng giao tranh nhiều. Họ đang cố gắng dụ quân địch vào bẫy thì phải. Lối đánh của ma giáo thì qua 2 tuần thì mình cảm thấy là như vậy rồi. Ok Nam Nghiễm. Để mình tới. Rồi ok. Đâu rồi. Tuần vừa rồi thì bên ma giáo đã đạt con số 81 ca điểm và bên phe kim Hồng Ngân 55 ca điểm. Wow, một con số chênh lệch rất là cao. Họ đã thua nhau 26 ca điểm rồi. Hồng Ngân khá là đáng tiếc rồi. Họ đang cố gắng nỗ lực rất là mạnh mẽ, cố gắng đánh một trận đấu cho anh em xem. Họ không bao giờ nản chí. Hồng Hưng có một cái lối đánh rất là ý chí. Điểm rất là thua rất là cao nhưng mà họ vẫn cố gắng đánh. Tại vì họ cố gắng đánh đỡ tìm ra cái lối hỏng của bên ban hội ma giáo thì phải. Một cái sơ hở nào thôi. Ok rồi. Bên ma giáo họ vẫn chọn cái gốc đá, sau gốc đá là để làm một cái danh trại thủ của mình. Họ vừa có những quân lính thủ của Noverso với lại họ đang cố gắng thủ sau cái gốc đá này rất là ok. Họ lấy vào những cái binh lính NPC để làm thêm một lực cánh tay trái cho mình. Họ khóc là rất là khôn khéo. Bên Hồng Hưng thì họ đang thua một con số điểm rất là cao. Có vẻ giờ rất là khó, tình thế này rất là khó rồi. Nghiêng xoáy phải kêu rồi xuất hiện rồi. Rất là khó. Bên ma giáo đã di chuyển vào cánh 3 giờ rất là đông. Biết rằng thời gian nghiêng xoáy phải kêu đã xuất hiện. Chắc chắn rằng bây giờ họ sẽ tấn công dồn dập vào phía bên ban hội Hồng Hưng. Trận đấu còn rất là dài. Liệu bên ban hội ma giáo có giết được đại nghiên sói phía kia hay không? Đã áp sát vào danh trại rồi. Đúng rồi, cố gắng họ cố gắng đánh trong vô vọng. Cố gắng đến hết giờ thì thôi. Một cái ý chí rất là mạnh mẽ. Họ đang cố gắng đánh hết sức lực của mình. Những ngày chết và họ đi di chuyển ra rất là nhanh. Nếu mà tình thế như thế này thì chắc chắn sau nhiều tuần áp đảo thì chắc chắn bên ma giáo sẽ giành phần thắng thôi. Liệu bên Hồng Hưng sẽ tiếp tục những cái tình huống như thế nào nữa đây? Họ đang cố gắng vận thủ. Danh trại thì xuất hiện nghiêng sói phía kim rồi. Bên Hồng Hưng đang cố gắng di chuyển dần lên giữa danh trại, giữa chiến trường Hồng Xà Lâm. Sorry anh em, họ đã di chuyển đến giữa chiến trường rồi. Họ đang tìm một sơ hở.
chỉ có một sơ hở bên ma giáo thôi. Điểm số thì họ thua rất là nhiều rồi, mình cũng không cần đề cập vào điểm số nữa rồi. Họ đang thua khoảng 30+ ca điểm rồi. Điểm số theo mình cập nhật đó là phe Tống 95 ca điểm, phe Kim 67 ca điểm. Bên phe Kim đang thua 28 ca điểm, một con số không hề ít, một con số thua không hề ít. Bây giờ nếu có đường chiến thắng thì chỉ có Hồng Hưng. Hồng Hưng tìm ra một sơ hở và di chuyển vào danh trại đam nghiêng xói phe Tống thôi. Thì may ra họ có một cái lối đánh khác nào đó, may ra giết được nghiêng xói phe Tống thì may ra chiến thắng thôi nè. Điểm số thì không cần gặp đến nữa rồi. Họ thu điểm rất là cao. Bên mẹ giáo họ vẫn đang cố gắng thủ giữa chiến trường Hoàng Sa Lâm. Họ đang ăn điểm chắc ăn 100% rồi. Họ chơi một cái chiến thuật đó là giải bày tất cả những cái quả bom lộn hồng kích đặt giữa chiến trường Hoàng Sa Lâm, không cho bên Hồng Hưng có cơ hội di chuyển qua ngay đại nghiêng xói phía tắm rồi. Họ sẽ giữ chiến thuật này đến bao lâu đây? Sorry anh em, tại vì giọng mình không được hay cho lắm nên cái gì anh em thông cảm. Nhiều khi anh em nghe những cái giọng miền Nam thì anh em nghe rất là nhiều rồi, anh em nghe giọng miền Trung thì anh em khó nghe một tí thôi. Cái gì anh em thông cảm thôi chứ mình chạy bước sau nữa. Mình cũng chả biết nói sao với anh em nữa, tại vì giọng mình có vẻ như là không hợp với anh em, nên là anh em thấy vậy thôi chứ mình cũng chả biết nói sao luôn anh em ơi. Mình là người Gia Lai không phải là người Sài Gòn nên là nó cái giọng nó hơi bị khó nghe một tí thôi. Mình ở Gia Lai nha, Viết Minh. Đúng rồi, Hồ Trung, mình ở An Khê, Gia Lai. Bình Mà Giáo họ đang cố gắng rồi. Họ đang cố gắng thủ dừa chiến trường Hoàng Sà Lâm thôi anh em. Tại vì số điểm họ ăn rất là cao rồi. Bây giờ nếu mà họ muốn giữ phần thắng nghiêng về họ thì chỉ còn trong khoảng 18 phút nữa, họ chỉ cần thủ đại nghiêng xói thì chắc chắn họ sẽ giành phần thắng rồi. Nên là đặt những quả bom lộn hồng kích không cho đối phương di chuyển qua khá là một chiến thuật rất là hợp lý. Ok, nói chung thì cũng cảm ơn anh em thông cảm cho mình. Và những anh em nào chưa hiểu rõ thì cũng có thể thông cảm cho mình nha. Chứ mình mà không biết nói cái tiếng Sài Gòn mà giờ biểu mình nói tiếng Sài Gòn mình chả biết nói sao luôn anh em ơi. Mỗi vùng mỗi miền thôi, cái tiếng nó là nó vậy rồi. Giờ bảo mình mà giả giọng Sài Gòn thì khác nào mình chả biết nói sao nữa. Mình thì không phải người Sài Gòn nên anh em nghe thông cảm thôi, chứ mình cũng chả biết nói sao đó anh em hài lòng mình nữa. Đức Cơ hả? Ok, chào Đức Cơ nha. Đức Cơ gần rồi. Chào Thanh Hảo nha. Web bát ngạc có tên là tí nữa mình sẽ gửi tin nhắn cho bạn nha. Tí nữa mình sẽ gửi dòng tin nhắn fanpage chuyên buôn bán vỏ ạc vỏ lâm GFVN cho bạn tham khảo. Sau trận đấu này mình sẽ gửi cái đường link buôn bán ạc cho bạn tham khảo nha. Nói chung thì cũng chả biết nói sao, giận mà. Mình nói tiếng mình sao thì mình nói vậy thôi, bây giờ
bảo mình giả giọng đợi giờ nghe thì mình chả biết nói sao nữa, mình không biết đường luôn á. Mình sẽ di chuyển qua bên Hồng Hưng một tí. Họ có vẻ đang rất là yếu thế cho lắm, rất là yếu, thua một số điểm rất là cao rồi. Họ còn có một tinh thần đoàn kết đánh rất là ok. Tuy là biết thua nhưng mà họ vẫn cố gắng, cố gắng đến hơi thở cuối cùng. Họ còn 16 phút nữa thôi, Hồng Hưng chỉ còn khoảng 16 phút nữa thôi. Liệu họ có lập nên kỳ tích hay không đây? Chỉ cần cố gắng di chuyển vào danh trại một cái lối nào đó thì may ra có cơ hội sống sót, cơ hội phần thắng nghiêng về. Nhưng mà khó, rất là khó. Ma giáo họ rất là mưu mô, họ đã biết cái tình thế này sẽ đến với họ nên họ đặt bom rất là nhiều, không cho di chuyển Hồng Hưng di chuyển qua. Họ chỉ muốn đánh thôi, không cho Hồng Hưng di chuyển qua. Ok ok Thanh Hào. Điểm số thì phe Tống 108k, phe Kim 77k. Wow, một con số không bao giờ ít. Họ đã thua 31k điểm rồi. Tình hình như thế này rất là gắt gao rồi. Hồng Hưng khó mà có thể chiến thắng được trong cái trận đấu này. Ma giáo hôm nay họ đánh thiên tử rất là tốt. Sau cái trận thiên tử trước, họ đã thắng với một con số là hơn 60k điểm. Họ đã thắng hoàn toàn và trận này chắc chắn rằng họ sẽ cố gắng giữ phần thắng cho mình rồi. Tuy rằng server Thành Đô là một server mới, chỉ ra khoảng 3 tháng thôi, nhưng mà các anh em chơi server rất là đông đủ, tham gia những trận thiên tử rất là đông. Mỗi bên thì có vẻ như là hơn 70 account thì phải. Mỗi bên đúng rồi Thành Hào ơi. Họ đang biết họ thắng, nên là ma giáo chỉ đang cố gắng không cho Hồng Hưng di chuyển qua. Chỉ cần đứng thủ giữa cái chiến trường Hồng Xà Lâm thôi thì họ cũng có thể là giành phần thắng rồi. Với gác một con điểm số là 31k điểm thì chắc chắn Hồng Hưng sẽ không gỡ gạt nổi trong vòng 14 phút rồi. Và đây là điểm số 10 cao thủ cho anh em xem. Top 1 đó là Hải Rồng, nghiêng về phía Tấn, và top 2 đó là Cậu Nghĩa, và top 3 đó là NBC, thứ 4 đó là Kim Hà Ân, tiếp tục đó là Ta Tô Núi, Hắc Tơ Yến Thanh, Bara Beach, Cám Siêu Quậy, Đặng Tọa và Sam Sam. Những này khá là tên tuổi ở server. Mà giáo rất là mạnh mẽ luôn anh em ơi. Sau những cái đoàn tuần tấn công từ Hồng Hưng thì ma giáo họ luôn luôn di chuyển rất là hợp lý và đẩy đối phương ra rất là nhanh. Họ đã biết phần thắng nên họ không cần di chuyển lên danh trại phải kim chi làm gì cả. Tốn máu tốn mà nè. Chào ông Trường nha. Ok mình nếu mà đỡ mình gửi cái web liền cho anh em luôn, đợi mình tí. Mình sẽ gửi trang web cho anh em xem. Trang web mua account của Võ Lâm GVN. Một Võ Lâm hoàn toàn đồ xanh. Mình sẽ gửi link cho nó chắc anh anh em ơi. Ok Win Trương, Win Đi Trương, mình sẽ gửi fanpage cho anh em tham khảo nha.
Fanpage này là một fanpage chính thức của ZVN nha anh em. Hiện tại server chúng ta đã có 3 server. Một server Biển Kinh đã ra đời hơn 2 năm và một server Tường An là được gộp từ server Phường Tường và server Lam An cũng gần 2 năm rồi. Và server Thành Đô là một server mới nhất. Đó là server chỉ ra khoảng 90 ngày thôi. Trong vòng 3 tháng thôi. Đây là server Thành Đô. Anh em đang xem là một server Thành Đô nha anh em. Mình đã gửi những cái link cho anh em rồi. Anh em nào có thắc mắc thì có thể inbox BM trực tiếp vào fanpage nha. Ok, chào Nguyễn Văn My. Nếu anh em cảm thấy thích thì có thể qua server Thành Đô trải nghiệm. Server Thành Đô là một server mới nên là rất là đông người chơi tham gia và anh em có thể bôn tàu giang hồ tại đó. Còn server Biển Kinh và Tường An thì cũng rất là ok. Nhưng mà anh em nào muốn bôn tàu những cái món đồ hoàn toàn đồ xanh tại server ZVN thì chắc chắn rằng là một server mới thì có thể sẽ bôn tàu tốt hơn. Server mới thì hoàn toàn đồ xanh thôi anh em. Còn hai server cũ thì cũng ra khá là lâu nên là đồ hồng kim môn phái thì cũng ra khá là nhiều. Là chúng ta khi đạt mốc 8.000 giả tạo thì chúng ta sẽ nhận được một món đồ hồng kim môn phái và được giả tạo ban tặng thôi. Nên là server cũ thì rất là nhiều rồi. Ok ông Trường. Mình đã comment tại video này. Có gì anh em nhấn vào link bên dưới và tham khảo ngay nha anh em. Mình đã comment link buôn bán account tại server ZVN tại đường link bên dưới. Hiện tại server hot nhất thì theo mình thấy là server Biển Kinh và server Tường An. Hai server đó rất là hot luôn. Họ chơi khá là lâu, gần 2 năm rồi. Nhưng mà cái tinh thần đoàn kết và tinh thần của các bạn hội rất là gắt gao. Họ đánh những trận chiến không khác gì server Thành Đô luôn. Đây là server Thành Đô thôi. Còn nếu mà anh em thấy server Biển Kinh nó còn đông hơn đây gấp mấy lần nha anh em. Biển Kinh với Tường An rất là đông. Anh em có thể tải game về và tìm hiểu thử nha. Thành Đô thì chỉ mới đây 3 tháng thôi. Đồ đạc thì cũng chưa có nhiều lắm. Đồ rất là hiếm. Bên Hồng Hưng họ đã cố gắng di chuyển vào nghiêng xoáy phe tống rồi. Chỉ còn 9 phút nữa thôi. Đúng rồi, bây giờ nếu mà có chiến đánh cái lối đánh nào thì chỉ có di chuyển vào danh trại và cố gắng đánh nguyên sói phe tống thôi thì may ra. Tại vì họ thu một số điểm rất là nhiều rồi, thu điểm rất là cao rồi. Họ sẽ không bao giờ gỡ được. Chỉ còn 8 phút thôi. Đúng rồi. Thì như mình nói đó, server Thành Đô là một server mới hoàn toàn đồ xanh. Nên là anh em muốn trải nghiệm đồ xanh thì có thể tạo account hoặc là mua account tại server Thành Đô trải nghiệm cho nó hấp dẫn. Còn hai server kia thì đồ hồng kim bông phái nó ra cũng khá là nhiều. Liệu anh những anh em không thích thì nó lại khác. Nên là hoàn toàn là server Biển Kinh và server Tường An là nếu anh em nào thích bôn tạo những món hồng kim bông phái từ tự tay mình nhận được 8.000 giả tẩu thì anh em có thể qua server đó cũng được. Còn muốn trải nghiệm server hoàn toàn đồ xanh thì chỉ có server Thành Đô là hoàn toàn đồ xanh thôi. Một server mới đáng là trải nghiệm đồ xanh cho anh em. Ok ông Trường, tuần sau thì chắc chắn Adder sẽ quay lại server Biển Kinh hoặc server Tường An nha. Bên Mai Giáo họ đang cố gắng truy sát ban hội Hồng Hưng khắp bản đồ. Họ di chuyển loạn lạc, di chuyển loạn cả lên.
Mình sẽ qua bên Hồng Hưng một tí. Đây là một đường môn Tèo Lão Tam, một đường môn hoàn toàn đồ xanh, đi kèm theo một set ăn ban thôi. Anh ta đang bận một cái nón phòng thủ 10-15 thời gian chạm 30, cái áo cũng vậy, phục hồi 40 thời gian chạm phòng thủ 19. Cái giày, đôi giày cũng khá là ok. Hiện tại server mình thì những món đồ như thế này là server thành đô thì như thế này rất là hiếm, rất là VIP rồi anh em. Không có cái món nào mà đẳng cấp hơn đâu. Bên Hồng Hưng họ đang cố gắng di chuyển vào. Họ đang đánh ngay cái cổng 9:08. Hiện tại Phúc Hải Sản không còn ở bán hồi Hồng Hưng nữa nha ông Trường. Hiện tại Phúc Hải Sản đã quy y rồi. Anh ta đã về bán hồi của anh ta và sống cuộc sống an nhàn rồi. Và theo mình biết thì Phúc Hải Sản đang chơi một server Tường An nữa. Bên đó cầm bậy cao đường môn khá là khủng. Bên đây thì anh ta đã quy ẩn giang hồ rồi. Chắc chắn đợi một ngày nào đó anh ta sẽ tái xuất giang hồ thôi. Đây là Tuấn Chọc, một account Thiếu Lâm Đao. Thiếu Lâm Đao này, ông này chuyên là đánh đi hàng tiên phong. Ông là một Thiếu Lâm nên là toàn đứng hàng đầu thôi. Hút đam cho phe địch. Một set ăn bang với lại vài món ngũ hành. Wow, set ăn bang mát, khá là đẳng cấp. Với cái đào tốc 30, sát thương 29, đào này khá là khủng tại server mình luôn anh em. Hãy đỡ tôi yên, mọi đường môn. Hoàn toàn đồ xanh thôi, ông này hoàn toàn đồ xanh thôi. Bên ban hội Hồng Hưng đang cố gắng di chuyển đánh vào nghiêng xói phía tống. Họ đang cố gắng đánh những cái phút cuối cùng. Liệu đâu phần may mắn lại giết được nghiêng xói phía tống thì họ lại chiến thắng. Nhưng mà sau nhiều tuần thì mình thấy nghiêng xói phía tống thì chỉ mất khoảng 5% máu thôi. Liệu 4 phút thì theo mình nghĩ thì 4 phút thì họ sẽ không bao giờ làm nên chiến tích rồi. Rất là khó. 4 phút thì không thể đam chết nghiêng xói phía tống ngay tức khắc rồi. Chào Nile nha anh. Làm stream game này có kiếm được đủ tiền hút thuốc không? Nói chung thì đam mê với lại mình trải nghiệm thôi anh. Cũng chả bao nhiêu cả. Game này thì em cũng chơi cũng lâu rồi. Nhưng mà lâu lắm rồi em mới chơi lại nên là nhiều cái nó cũng rất là khó khăn. Thì hồi trước thì 10 năm về trước thì có tham gia. Nhưng mà cũng chơi rất là nhiều server lậu. Nhưng mà em chơi server này, hiện tại cao em đang chơi server Thành Đô, nên là mình cũng có gì đó mình chơi cho nó khui lại cái ký ức của em thôi. Chứ còn livestream thì cũng chả bao nhiêu cả. À, Thanh Hào mình có gửi rồi mà. Mình có gửi ngay cái comment bạn vừa trả lời luôn á. Hiện tại điểm số bên phe tống một con số rất là cao, 158k điểm. Và phe kim là 100k điểm. Họ đang thua 58k điểm, một con số rất là cao. Tuần trước họ cũng thua khoảng 60k điểm. Và bây giờ cũng vậy. Bây giờ Hồng Hưng vẫn đang thua sấp xỉ 60k điểm rồi. Không còn đường nào cứu thoát rồi. Và đây là anh Bảy Gà, một thiên nhẫn. Không, như ông này võ đăng chứ. Võ đăng.
Game này là game lậu nha Quay Hiệp, một võ lâm lậu nhưng mà đang rất là thành công tại hiện tại bây giờ. Một võ lâm hoàn toàn đồ xanh, đang rất là nhiều anh em tham gia, một server rất là tốt với cái đội ngũ AD rất là chuyên nghiệp, duy trì một server hơn 2.5 năm rồi, nên là theo mình thấy là một server rất là an tâm cho anh em tham gia. Bên Văn Hồi Hồng Hưng thì họ đang cố gắng di chuyển vào, nhưng mà không, chắc chắn là không thành công rồi. Họ chỉ còn khoảng 60 giây nữa thôi, 60 giây nữa thôi, chắc chắn sẽ không làm nên được chuyện gì ở khu vực này rồi. Khá đáng tiếc, Hồng Hưng hôm nay trận thứ hai lại thất bại dưới tay Văn Hồi Ma Giáo rồi anh em ơi. Đúng rồi Quay Hiệp, một server lậu nhưng mà rất là thành công. Rất là thành công, một server rất là thành công. Một server rất là có đồ, rất có giá trị, tái hiện lại 2005. Và cũng với một cộng đồng rất là đông, đông nhất hiện tại bây giờ luôn. Với dưới sự phát triển của đội ngũ AD kinh nghiệm thì như anh em thấy thì đây là server thành đô. Nó đã đông như thế này rồi, mình chắc chắn với anh em rằng server Biển Kinh nó còn đông hơn gấp 2 lần như thế này luôn, bảo đảm với anh em luôn. Với cái kinh nghiệm của AD thì đã hơn 2 năm rồi mà server vẫn náo nhiệt như thế này thì anh em đã đủ hiểu cái server ZVN như thế nào rồi. Cảm ơn anh em hôm nay đã xem livestream rất là nhiều. Trận đấu thì cũng đã khép lại rồi. Phần thắng nghiêng về hoàn toàn về Ban Hội Ma Giáo. Và hôm nay Ban Hội Hồng Hưng họ đang cố gắng thay đổi chiến thuật, đó là họ đã đánh cố gắng đánh cái lối thủ để xây chưởng tình thế, nhưng mà không ăn thua. Bên Ma Giáo họ rất là mạnh, Tây họ đi đến đâu thì lại càng quét bên Hồng Hưng đi đến đó, nên rất là tiếc cho Hồng Hưng. Không sao, hôm nay miễn sao Hồng Hưng cũng đánh rất là tốt, họ đánh rất là kiên trì, đánh hết sức mình cho anh em xem một trận đấu rất là hấp dẫn. Mình cũng không có gì hơn, chúc anh em hai Ban Hội một ngày làm việc thật là vui vẻ. Hôm nay là đầu tuần rồi, cũng không có gì, chúc anh em một ngày làm việc thật là vui vẻ, và sau đó thì tối lại chúng ta lại cùng ngồi nhau, cùng ngồi bên nhau đánh những trận tống kim hoặc là thiên tử hoặc là công thành chiến, cho chúng ta giải khỏi những cái ký ức võ lâm của chúng ta hồi thời xưa thôi. Biết là những anh em rất là tuổi rất là cao rồi, nhưng mà anh em rất là có lòng đam mê, nên là đội ngũ AD cũng rất là muốn tạo ra một cái sân chơi cho anh em trải nghiệm, và mong rằng sẽ luôn đồng hành cùng anh em dài dài, và cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok, và bây giờ cũng là cuối trận thiên tử rồi, mình không còn có gì hơn, mình sẽ tặng anh em một bài, một ca khúc cũng liên quan đến võ lâm truyền kỳ thôi. Thì nếu anh em nào thường xuyên xem thì cũng có thể là nghe mình hát thường xuyên rồi. Hôm nay thì mình sẽ hát một ca khúc cho tặng cho anh em, một ca khúc võ lâm truyền kỳ. Nếu mà anh em cảm thấy thích thì có thể ở lại nghe và cho vui nha. Mình sẽ hát bài Tình Trong Thiên Hạ, một ca khúc được thể hiện rất là thành công của Ân Hưng Phúc. Tình Trong Thiên Hạ, tặng anh em một ca khúc này rồi mình sẽ off live stream thôi. Anh em đợi mình chút, mình bật nhạc đã. Ok rồi. Ca khúc này thì cũng rất là quen thuộc với anh em rồi. Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Nếu anh em cảm thấy thích thú và lâm dí vị đen thì đừng quên đỡ lại một like chia sẻ nha anh em. Để mình bật nhạc to lên một tí. Ok. Nghe tiếng tơ cùng đàn sao vắng vừa, 10 năm tháng qua mòn chưa tình. Mộng ngày xưa hồng trần hoang anh, ngồi soi bóng hương chờ mong ai. Trường sang nay sóng xô về đâu,
bạn tình cũ chỉ là giấc mơ. Bao yêu thương ngọt ngào cùng chia sẻ, khó quên sao nụ cười của em. Nên em đợi mình tí, như là em đợi mình tí, như cái nhạc nó hơi bị to một tí, mình nghe có vẻ cái nhạc nó rất là to. Đợi mình chút, mình sẽ kéo cái nhạc xuống một tí nè, nhạc to quá, mình cảm giác cái nhạc rất là to. Nó mất tiêu rồi ta. Đợi mình chút nha. Nhạc to quá anh em, đợi mình xử lý cái âm thanh một tí rồi mình sẽ hát lại cho anh em nha. Mình thì cũng không có gì, thì cũng hát bài này xong thì mình cũng xin phép anh em mình cũng nghỉ thôi. Hiện tại mình đang xài súng cạc XOX Bơm 10 nha. Một súng cạc thì nó, súng cạc này nó cũng khá rẻ thôi. Nó khoảng hơn 1 triệu mấy thôi. Wow. Mình chúc. Không. Để mình tí mình thoát ra mình vô lại nha. Mình chỉ muốn tặng anh em một ca khúc thôi. Nếu mà anh em được anh em ok thì mình sẽ hát. Mình đang thoát cái xuân cạc ra rồi. Mình sẽ vào lại đã. Bơ 10. Mình đang xài XOX Bơ 10. Cái con cạc này lâu lắm rồi. Con cạc này là hồi mình mua là khoảng 2015. Nay mình xài được 4 năm rồi. Mình sẽ cố gắng hát ca khúc này thật là hay cho anh em xem, cho anh em nghe. Mình đang chạy cái phần mềm lên để nó âm thanh nó được hay hơn một tí. Nếu mà được thì cuối tuần đại thứ 6 có trận công thành chiến thì mong rằng alo ok anh em. Mình cũng xin thông báo luôn là thứ 6 đây có một trận công thành chiến, mong rằng anh em dành một ít thời gian vào khoảng 8:30 tập trung xem livestream ủng hộ nha anh em. Ok, và mình sẽ tiếp tục ca khúc Tình Trong Thiên Hạ hát lại cho anh em nghe nha. Tại vì vừa rồi nó hơi bị lỗi âm thanh một tí, anh em gì thông cảm. Ok, hát lại nha anh em. Alo, 1 2 3 4. Nghe tin ta cùng đàn sao vắng vừa, mười năm thoáng qua mòn chưa từng. Mộng ngày xưa hồng trần hoang anh, ngồi soi bóng hương chờ mong anh. Trường sang nay sóng gió về đâu, ngàn tình tú chỉ là giấc mơ. Bao yêu thương ngọn bùi cùng chia sẻ, quên sao nụ cười của em. Nhân ơi, làm sao uống cho cạn chén tình. Dưới anh chàng đình hồ sơn lời ta hẹn ước, nguyện cùng nhau vượt qua sóng gió, giấc mơ thiên tu tình mãi không phai. Alo, 1 2 3 4. Alo.
em, anh em có thích nghe nhạc trẻ không anh em? Anh em có thích nghe nhạc trẻ không? Nghe tiếng tơ cung đàn sao vắng vương. Mười năm thoáng qua mòn chưa từng. Mộng ngày xưa hồng trần hoang an. Mọi soi bóng thương chờ mong ai. Trường giang nay sóng gió về đâu. Ngàn tình tú chỉ là giấc mơ. Bao yêu thương ngọn bụi cùng chia sớ. Khó quên sao nụ cười của em. Thế nhân ơi, làm sao uống cho cạn chén tình. Dưới anh chàng định hò sơn lời ta hẹn ước. Mình cùng nhau vượt qua sóng gió. Giấc mơ thiên tu tình mãi không phai. Hát vài bài nhạc trẻ hả? Ok, mình sẽ tặng cho anh em một bài nhạc trẻ đi. Anh em thích nhạc trẻ của ca sĩ nào? Để mình coi thêm vài bài á. Mình sẽ hát bài bài nhẹ nhàng đi. Bài nhẹ nhàng. Mình sẽ hát bài nhạc trẻ. Bài bài gì ta? Bài chào Khải Phong đi. Xin lỗi người anh yêu đi. Xin lỗi người anh yêu. Chắc chắn là anh em sẽ biết ca khúc này rồi. Xin lỗi người anh yêu. Ok.